Bán hết chưa con? Số sao ngủ ngay vậy? Bé gái này bị sao cô? Dạ. Bị bệnh hồi nhỏ hả? Cô là bị tai biến hả? Nhà cô ở đâu? Không có nhà ở phòng trọ hả? Ở đâu cô ở đâu? Cô ở trọ gần đây không? Dạ. Ở trọ bên đường đó hả? Cô bị tai biến lâu chưa? 2 năm rồi hả? Dạ. Không có múc cơm ăn được, khổ quá chứ. Không có cơm ăn được, khổ hả? Không nói được hả? Dạ. Rồi bán vé số này lâu chưa? Dạ. Rồi kiếm gà chục ăn cái gì đâu ạ? Tôi không nghe gì hết. Ngồi bán kiếm lời mấy chục ăn. Dạ. Ngồi bán kiếm lời mấy chục ăn qua ngày vậy đó hả? Mua vé số đi cô. Bé này bệnh lâu chưa cô? Trong bụng bị bẩm sinh à. Bị bẩm sinh à. Cái này cái giống bệnh phải có chất độc da cam không? Bị đau đó, nhưng mà đau có phải là chất độc da cam không chứ còn à. Bé là mấy tuổi rồi cô? 7 tuổi, 17. 30 tuổi rồi hả? À, 30 tuổi là chất độc da cam đấy. Đây là di chứng chất độc da cam đó các bạn ơi. Em bé này ra bán vé số dọc đường. Mua đi cô, mua ủng hộ cho gái đi. Không, ở ngang cửa không có mua này hả? À vậy đó hả? Con đi ngang qua đây con nghe con. Giúp được thì giúp khổ, còn chịu khổ lắm, bệnh hoạn có một mình nuôi nó, hai mẹ là con. Sao? Mình mẹ nuôi nó hả? Thì bây giờ cổ dựa nó dựa cổ. Thí dụ như nó thì nó chăm sóc cho cổ, thí dụ như tắm rửa đái ỉa rồi đút cơm lau mặt rồi cho mẹ đánh răng đồ. Dạ. Mà cái này là hai mẹ con thôi chứ cô? Hai mẹ con ruột đó. Hai mẹ con ruột thôi. Quay anh cổ thì nó thì đâu có biết tiền, nó thì nó không biết tiền, cổ thì không cầm tiền được. Dạ. Đó thành ra hai mẹ con nương tựa với nhau mà sống. Dạ. Nói chung là cũng nhờ tình thương của bà con, ta cho cơm đồ, ta ăn. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Nó không biết. 30. Nó không biết gì trơn á. Tiền nó không biết nữa mà. Không biết nói hả? Cô bị tai biến lâu chưa? 2 năm mà. Nói như năm 95 tháng 12 á. Ngày 22 luôn. Dạ. Để lúc 10 giờ. Dạ. Các bạn thấy tội chưa các bạn? Đây một người mẹ bị tai biến 2 năm rồi. Mà bị tai biến 2 năm rồi đó. Đi có được không cô? Nhà cô ở ngay chỗ nào? Không có nhà, nhưng mà có phòng trọ. Là phòng trọ chỗ nào? Bên kia đường đây đó hả? Phòng trọ đây các bạn ơi. Là mướn cái phòng trọ đây ra để bán hả? Ở chỗ đây gần luôn, gần cái chỗ địa điểm là bán luôn. Rồi như vậy thì chỗ này con biết rồi, có gì bữa nào con lên con chia sẻ rồi con nhờ mấy cô chú là có gieo duyên cho cô thì cũng tốt nha. Dạ, con người con tình cờ con đi ngang con lên chỗ thằng em. Con lên chỗ thằng em con về đó thì thấy bá với lại cô ngồi bán vé số mà giữa đường giữa trời nắng như thế này đây. Dạ thì con cũng quay sơ lại đó cái trường hợp cái hoàn cảnh của cô, rồi là cô chia sẻ lên đây rồi có cô chú nào gieo duyên được thì gieo duyên cho cô nha. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi các bạn ơi. Thấy 4 tuổi bị tai biến 2 năm rồi. Là cô được mấy người con vậy? 4 người chết 1 người. 4 người chết 1 người, còn lại con bé này với lại hai đứa em hả? Hai anh đó. Hai anh đó hả? Bảy con
Dạ. Nó bãi đi con luôn không nổi. À, cô có bãi đứa con luôn không nổi à? Hai cái thằng nó bãi đi con. À, à, hai thằng nó bãi đi. Điểm hồ luôn không nổi, sao không vô rồi. Trời ơi, đi ra đường các bạn thấy không? Đây là ở một cái vùng hẻo lánh, vùng ngoại thành của Sài Gòn đây các bạn. Đây cũng thuộc Bình Chánh đây các bạn nha, nhưng mà trên đây là cái ấp khác. Vĩnh Lộc. Dạ, đây cũng Vĩnh Lộc nhưng mà Vĩnh Lộc A. Ở dưới con là Vĩnh Lộc B, đây là Vĩnh Lộc A. À, con bé này là di chấn của chất độc da cam đây. Ừ, năm nay 30 tuổi rồi mà không biết chữ, không biết nói rồi kể cả là không biết tiền luôn các bạn. Cái này còn bao nhiêu tờ đó con? À, ngày cô bán mấy trăm vé số? Ngày bán có 70 tờ hả? À, trời ơi, bán 70 tờ mà sáng giờ thấy còn quá trời vậy. Đây các bạn, nhà cái phòng trọ đó, cái phòng trọ mướn, cái phòng trọ ở gần đây cả rồi à. Bán giữa đường, ở đây là một vùng quê nghèo nha các bạn. Đây là cái vỉa hè, đây vỉa hè ở dưới là có cái cây, bóng cây như thế này đây. Trời ơi, các bạn thấy tội không? Đây các bạn thấy không? À, cái hoàn cảnh đặc biệt vậy đó mà không có không có cái duyên để mà lan tỏa lên cộng đồng mạng được, không có cái duyên để mà ai có thể biết được để san sẻ. Bởi vì xã hội bây giờ còn rất nhiều các cái trường hợp mà nó khốn khổ như thế này đó các bạn. Mẹ thì bị tai biến 2 năm rồi, nuôi 4 người con. Bây giờ hai mẹ con ra đường bán vé số về đây các bạn ơi. Người mẹ năm nay là 64 tuổi rồi. 64 tuổi mà phải là gồng gánh như thế này để lo cho các con đây. Đây, mỗi ngày phải ra bán vé số ở vỉa hè như thế này để sống. Các bạn thấy không, bán vé số mà ở cái cảnh quê như thế này, nó vắng vẻ như thế này đây, thì bán ai mua? Đấy mà dân ở đây là dân lao động không các bạn. Dân lao động mượn cái vỉa hè đó, mượn cái vỉa hè chỗ đây là nhờ có cái bóng cây. Bên kia cái phòng trọ của cô đó đó hả? À, để cô vô cô coi phòng trọ này thấy không? Đây cái phòng trọ của cô đây. Các bạn thấy không, cô ở ngay chỗ đây như thế này nè, nhếch nhác như thế này nè. Ồ các bạn ơi, thấy thảm quá các bạn ơi. Nhà trọ rất là nhếch nhác như thế này nè. Trời ơi, rất là tội ha, không có cái gì trong nhà hết trơn. Ở cái phòng trọ ở cái chỗ mà rách nát như thế này nè các bạn ơi. Cái này còn tồi tệ hơn các cái hoàn cảnh khác nữa các bạn. Không biết hôm nay là cô cúng cái gì đây, nhưng mà cô còn để nguyên cái mâm đây. Nhà không có cái gì hết trơn các bạn ơi. Đấy, có em bé nào đâu biết con của ai đó. Phòng trọ của cô ở đây rồi, cô bán ở bên kia đường đó các bạn. Đây, hai mẹ con bán bên kia đường đấy. Hai mẹ con ra nhờ trước cửa để bán đó các bạn. Ở sát trong phòng trọ, sát trong hài vậy đó, mấy tội không?
Cô con gái năm nay là 30 tuổi bị bệnh đau, đó là di chứng về hậu quả của chất độc màu da cam còn lại đó các bạn. Đó là ở cái thời điểm đó là các bạn biết rồi. Mà ở bán vé số mà bán ở cái vùng nông thôn này thì các bạn nghĩ làm sao mà đủ được các bạn, khổ hả? Đây là cái nhà trọ đây. Ở trong cái phòng trọ. Đây, nhà là có 7 người, cô kêu là có 7 người, là 7 vừa con vừa cháu là 7 người đó các bạn, 7 cái nón nè. 2, 4, 6, 7 cái nón bảo hiểm, 2, 4, 6, 7 cái nón bảo hiểm là 7 người. Nhưng mà ít đi, không biết là nhiều người đi hay không, chứ cái mấy cái nón này để lâu rồi thấy bụi bặm đóng đấy không các bạn. Những cái nón mà thường hay đi là nó sạch sẽ nè, còn 2 cái nón kia, 3 cái nón kia là dính bụi, đóng bụi lên lên. Đóng bụi là chứng tỏ là mấy cái nón nó không sử dụng đấy. Mà 7 cái nón là gia đình này là rất là đông người nha các bạn. Cô nói rằng đó là 4 người con, mà người con đó là sinh ra được 3 người con nữa đó, là gia đình là ở trong cái nhà như thế này đây. Rồi con cũng xin mạng phép con quay con san sẻ cái hoàn cảnh của cô này lên, rồi có ai họ gieo duyên được cho cô thì cũng mừng cho cô. Các bạn thấy không, tội chưa? Ở cái nhà đâu sụp sụp vậy đó các bạn. Lụp sụp. Đây là nguyên cái giải này là vỉa hè người ta buôn bán, người ta mướn cái này đây. Đây là mướn để buôn bán, còn cô là cô ở một cái phòng đơn giản vậy đó. Ôi trời ơi, giờ mới thấy được cái hoàn cảnh này các bạn ơi. Trời ơi, quá là khổ khổ hả? Rồi lấy cho chú mấy chục tờ vé số đi ha, chú mua ủng hộ cho con bán hết, con về nhà sớm con nghỉ nha. Dạ. Tờ 10.000 phải không? Ha, tờ 10.000. Dạ. Nó không biết đấy mà. Rồi con mua ủng hộ cô 20 tờ nha. Dạ dạ. Coi như là ủng hộ cô. Rồi đây là con cũng thấy hoàn cảnh cô rồi, con chia sẻ lên vậy đó. Rồi ai có gieo duyên được cho cô thì cũng mừng cho cô nha. Con thì con cũng tình cờ đi ngang qua đây thôi. Hôm nay con đi công chuyện về, cái là tình cờ đi ngang qua thì con thấy như vậy thì con cũng quay con chia sẻ lên đây. Rồi có cô chú nào họ đồng cảm được thì họ gieo duyên cho cô với là con gái. Đây các bạn, mình đi sáng nay mình đi công việc rồi về cũng thấy cái trường hợp như thế này, thấy cũng tội quá đi. Mà đây là cái vùng ngoại thành, ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh. Đây rồi, trước mắt là con ủng hộ cô một ít vé số nha. Dạ. Yeah. Đưa cho mẹ đến nha. Nó biết đếm không? Nó không biết đếm mà. Lấy thêm trên này mấy tờ nữa.
lấy rồi đủ rồi đó, hai chục tờ đủ rồi đấy. Yeah. Rồi con mua ủng hộ cho cô 20 tờ nha. Dạ, yeah, ủng hộ đó rồi con cũng về con cũng chia sẻ lại cho. Dạ. Trời ơi các bạn thấy trời không? Rồi con mua cô 20 tờ vé số với lại ủng hộ thêm cho mời con mời cô 100.000 nữa là cô mua cơm cho bé ăn nha, hai mẹ con nha. Rồi cái tiền hồi nãy là con ủng hộ là mua 20 tờ vé số, còn cái này là con ủng hộ riêng là cô cho riêng cô, là con không lấy vé số mà cho riêng cô 100.000. Cô dẫn con bé chưa đi ăn nha. Dạ rồi, ok. Chúc cô sức khỏe. Con chia sẻ lên đây mà ai có cô chú nào mà có gieo duyên được thì gieo duyên cho cô nha. Dạ rồi. Để con về cái rồi con hỏi ý kiến của mấy cô chú của con, khán giả của con mà ai có gieo duyên được thì con lên con quay con chia sẻ cho cô. Yeah. Đây các bạn. Rồi không? Đây cái nhà mình vô hồi nãy là một cái phòng nhỏ lụp xụp đấy, còn đây là quanh cái vỉa hè người ta cho mướn vậy đó, là cô ở một cái lỗ ở chỗ đó, một cái phòng chỗ đó là 4 mét chiều sâu, trong đó là tầm khoảng 6-7 mét gì đó. Còn bên đây là khác, bên đây là chỗ khác nha các bạn. Đấy, các bạn thấy tội không, cô bé này là bị chất độc da cam, là năm nay 30 tuổi rồi đó, 30 tuổi rồi. Đây là một cái trường hợp đáng để mà giúp đỡ đây các bạn. Rồi chị mua ủng hộ cho em đi chị. Rồi thưa quý vị thì mình cũng đi ngang tình cờ và mình thấy cô bé này bị bệnh mà thấy hoàn cảnh thấy cô cũng vậy đó, rồi mình ghé lại mình mua ủng hộ. Rồi mình cũng chia sẻ lên đây, rồi cô chú anh chị nào mà có muốn gieo duyên á thì gieo vào mấy cái trường hợp này nha các bạn. Chứ chúng ta cũng đừng gửi và cũng đừng chia sẻ tới mấy cái chỗ mà không đáng để tin tưởng, để rồi mà mất đi cái niềm tin, rồi cũng ảnh hưởng đến cái tình cảm, cái lòng người nữa nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy tội cho cô nè không? Rồi như vậy thì con xin phép cô, con đi về đã. Rồi về con chia sẻ lên, rồi ai họ chia sẻ được thì họ có gieo duyên được thì con gái cô ha. Rồi thưa quý vị mình cũng xin chào quý vị. Rồi chú về nghe bác. Dạ. À rồi. Thấy không các bạn? Thấy thiệt là tội các bạn ha. Mẹ thì bị tai biến. Cô bé thì bị bệnh đau vậy đó. Bán vé số mà giữa cái đồng không miêu quạnh như thế này ai mà mua. Sáng giờ bảy lấy có 70 tờ mà sáng giờ bán còn chừng đó đó, mình mua 20 tờ 200.000 với lại ủng hộ mời thêm cho hai mẹ con là ăn một bữa là 100.000 nữa, rồi ủng hộ vậy thôi các bạn ha. Đó là tình cảm mà mình chia sẻ cái thông tin này lên, là cô chú anh chị nào có gieo duyên thì hãy tìm đến những hoàn cảnh như thế này mà để gieo duyên các bạn. Đấy. Là đó là cái phòng trọ của cô đó, hồi nãy mình vô mình quay rồi đó các bạn. Rồi mình xin kết thúc và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu cô chú anh chị nào mà xem được đoạn video này thì hãy chia sẻ để chúng ta có thể gửi đến những tấm lòng hảo tâm để gieo duyên cho những hoàn cảnh như thế này các bạn, rất là đáng thương đây. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.